cơ bản Hải Phòng ngày hôm nay xuất phát với sơ đồ quen thuộc là 4-4-2. Trong cầu môn là thủ môn Việt Kiều Văn Lâm. Trọng tài Hiền Chiết chuẩn bị nổi tiếng còi khai cuộc. Vào chiều nay tại vòng 9 của V-League Toyota có tất cả 3 trận đấu, trong đó có 2 trận bắt đầu lúc 17 giờ. Đây là trận đấu mới nhất vào chiều nay. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Hà Nội TT và Hải Phòng đã bắt đầu. Ở V-League 2016 đến lúc này, kia là màn số 1 là Gastemelo của Đà Nẵng đã có được 7 bàn thắng. Đại Đồng. Sam Sơn đối mặt, không vào. Một pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm là thủ môn có chiều cao rất lý tưởng. Pha cản phá rất tốt của Đặng Văn Lâm. Ở hai trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ. Lúc này BKM Bình Dương đang dẫn Hoàng Gia Lai với tỷ số 1-0. Rất nguy hiểm. Bóng chung vào môn. Không vào. Theo cảm giác của chúng tôi thì vừa rồi bóng là bên trong cầu môn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đây là một bàn thắng. Bóng đã chui vào cầu môn rất sâu. Rõ ràng đó là một bàn thắng. Tuy nhiên khi mà Việt Nam chưa có công nghệ goal line thì quả là rất khó để xác định một tình huống nhanh và đông cầu thủ như vậy. Chúng ta cùng xem lần nữa tình huống mà rõ ràng quả bóng đã bên trong cầu môn rất sâu. Gonzalo chuyền cho Vũ Sam Sơn đối mặt rất hay. Tỷ số được mở cho Hà Nội TT. Thêm một lần Hoàng Vũ Sam Sơn ghi bàn vào lưới của Hải Phòng. Gonzalo rất hiểu Hoàng Vũ Sam Sơn, chuyền rất đúng nhịp. Thêm một lần TT vượt lên dẫn Hải Phòng. Chúng ta cùng trở lại với sân đồng hàng đấy thủ đô Hà Nội. Trước mắt hiệp 2 trận đấu giữa hai đội Hà Nội TT và Hải Phòng. Đây là lá cờ rất lớn của huấn luyện viên Hải Phòng ở khán đài B. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, đội chủ nhà TT tạm dẫn 1-0 với bàn thắng của Hoàng Vũ Sam Sơn. Sam Sơn ghi bàn sau đường chuyền rất thuận lợi của Gonzalo. Trên ảnh là ông Vương Tiến Dũng, người đã từng dẫn dắt đội Hải Phòng trước đây. Trong hiệp 2 của trận đấu, Hải Phòng bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ các bạn. Hiệp 2 đã bắt đầu. Huấn luyện viên Vương Tiến Dũng là người đã dẫn dắt thể công vô địch quốc gia năm 1998. Chức vô địch quốc gia cuối cùng của thể công. Và khi đó Trương Việt Hoàng, huấn luyện viên hiện nay của Hải Phòng, là một tiền vệ xuất sắc. Tuy nhiên có thể thấy là TT vẫn có sự kế thừa rất tốt trong lối chơi. Steven Thành Lương. Gonzalo không vào. Trợ lý trọng tài đã căng cơ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là Gonzalo đã việt vị. Trợ lý trọng tài vừa rồi đã căng cờ. Pha đi bóng rất quyết tâm của lão tướng Phùng Văn Niêm. Có thể coi đây là một cơ hội dành cho Hải Phòng. Số đã sai bằng 1-0. Pha ghi bàn của Steven. Cuối cùng thì điều mà huấn luyện viên Hải Phòng chờ đợi đã đến.
Bàn thua có thể nói khiến cho thủ môn Anh Đức rất thất vọng. Hoàng Vũ Samson gọi và Steven đã trả lời. Cả hai đều ghi bàn và đều đã có 7 bàn thắng ở mùa giải V-League năm nay. Samson mở tỷ số, bây giờ thì Steven đã tỏa sáng từ tình huống đá phạt. Cú đá mạnh rất hiểm hóc. Trần Anh Đức đã chạm tay vào bóng nhưng rất tiếc là không thể cản phá. Bàn thua có phần đáng tiếc của Trần Anh Đức. Anh đã quan sát và chủ động di chuyển về góc chết. Tuy nhiên pha cản phá đã bị đối tầm. Cú đá của Hoàng Vũ Samson. Diego Fagan. Fagan trước đây từng là thành viên của Sông Lam Nghệ An vô địch V-League. Steven. Cao thủ tập thể cố gắng phong tỏa để chia cắt Fagan và Steven. Hoàng Vũ Samson chuyền vào trong, không được. Văn Phú đã cắt bóng kịp thời. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Victor. Cú đá mạnh. Pha bắt bóng để bật ra của thủ môn Văn Lâm. Người đeo kính là vợ của Gonzalo. Ở vòng đấu tiếp theo, Hải Phòng sẽ về sân nhà gặp Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Đánh đầu! Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Những phút bù giờ và Samson đã lại tỏa sáng. Samson tiếp tục chứng tỏ phong độ rất cao. Vừa rồi đã là bàn thắng thứ 8 của Samson ở mùa giải V-League năm nay. Liên tiếp ghi bàn ở những trận gần đây. Sâm Ngọc Đức ném biên. Samson vẫn còn rất trung mãn, bật lên và chiếm lĩnh khoảng không. Lại là một pha phối hợp của cặp bài trùng Gonzalo và Samson. Gonzalo được kéo về đá trung vệ nhưng ở tình huống cố định vừa rồi vẫn dâng lên. Và thực sự cái đầu của Gonzalo quá lợi hại. Anh đã tận dụng triệt để chiều cao vượt trội và đánh đầu chuyền bóng cho Hoàng Vũ Samson. Chỉ còn hơn 1 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và rất nhiều khả năng Hải Phòng sẽ phải thua trận đầu tiên ở mùa giải năm nay. Văn Thành không vào, Samson vẫn không vào. Suýt nữa tỷ số là 3-1 cho Hà Nội TT. TVT chuẩn bị thay cầu thủ cuối cùng. Niềm vui của TVT cũng có nghĩa là sự thất vọng của huấn luyện viên Đất Cảng. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Chiết đã nổi tiếng gọi mãn cuộc. Thêm một lần Hải Phòng không thể phá dấp ở sân vận động hàng đấy.
khu vực khán đài của Hải Phòng có thể nói là lặng im. Các cổ động viên đã rất cuồng nhiệt, tuy nhiên Hải Phòng thêm một lần có thể nói là đã gặp phải khắc tinh của mình là Hà Nội TVT. Thêm một trận thua của Hải Phòng trước TVT, mặc dù đây là giai đoạn mà đội bóng đất cảng đang chơi rất thành công. TVT đã hồi sinh ngoạn mục và ngày hôm nay họ lại có thêm một trận thắng. TVT từ những ngoại binh lâu năm như Gonzalo hay Samson cho đến những cầu thủ trẻ đã chơi rất tốt. Hải Phòng cũng đã thi đấu đúng ý đồ của huấn luyện viên Triệu Việt Hoàng, tuy nhiên quả thật là TVT vẫn luôn là khắc tinh với các cầu thủ Hải Phòng. Ở trận đấu mà chúng ta vừa chứng kiến, cả hai bàn thắng của TVT đều do công của Hoàng Vũ Samson. Samson lúc này đã có được 8 bàn thắng, là chiến sút số 1 của V-League 2016. Lúc này thì Steven đã có được 7 bàn. Hải Phòng đã phải thua trận đầu tiên ở mùa giải này, trong khi đó TVT cùng với Bình Dương tiếp tục vươn lên mạnh mẽ ở V-League 2016. Cuộc đua sẽ còn sôi nổi ở những vòng đấu tới. Các bạn thân mến, buổi trận đấu giữa hai đội Hà Nội TVT và Hải Phòng của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.